Xin chào tất cả các bạn nha, và xin chào tất cả các bác như các ông đang quan tâm đến xe lăn điện tại trên Mạnh Phát. Hôm nay thì Mạnh Phát đang mang ra hai mẫu xe lăn điện với hai tính năng khác nhau và hai phân khúc khác nhau để giới thiệu cho mọi người. Mẫu bên tay trái của Mạnh Phát đây là đang là mẫu Mạnh Phát 01 với những cải tiến rất là ưu việt và với những tính năng hoàn toàn mới. Đó là thế hệ mới tiếp theo của mẫu Mạnh Phát 01 thế hệ trước. Và mẫu bên tay phải của Mạnh Phát đây đang là mẫu Mạnh Phát 04, là mẫu xe lăn điện gập ngã đa chức năng thế hệ mới với những cải tiến cũng rất là hay. Thì chúng ta sẽ cùng Mạnh Phát đi vào hai mẫu xe này để tìm hiểu về hai mẫu xe này nhé, xem chúng ta sẽ phù hợp với mẫu nào hơn. Xin mời, chúng ta sẽ đi vào hàng xịn sò trước nhé. Cái gì hay, cái gì đẹp thì chúng ta sẽ giới thiệu trước được ạ. Đây, xin mời chúng ta sẽ quay cho mọi người xem về cái tính năng của chiếc xe này này. Okay. Mẫu này gọi là Mạnh Phát 04, hay còn được gọi là xe lăn điện gập ngã đa chức năng. Mẫu này thì trên thị trường cũng có khá nhiều đơn vị họ bán, tuy nhiên là họ chưa trang bị những cái tính năng tốt nhất và chưa trang bị thực sự là những thứ cần thiết. Và Mạnh Phát đang là đơn vị tiên phong để trang bị những thứ tốt đẹp hơn và cần thiết hơn cho khách hàng. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát nhé. Tại vì cấu tạo của chiếc xe này trước đi. Chúng ta sẽ đi cấu tạo trước nhé. Thì các bạn hay cũng như các ông sẽ quan sát cái xe lăn điện này cấu tạo trên một chiếc hệ thống khung gầm rất là chắc chắn, là khung bằng sắt vuông, rất là dày dặn và tải trọng lên đến 150 cân. Đấy, có thể là ngồi 200 cân cũng sẽ được, nhưng mà nó nhanh hỏng thôi. Tải trọng nhà sản xuất yêu cầu là 150 cân nhé mọi người nhé, 150 cân. Đấy. Và đằng trước có giảm sóc này, đằng sau cũng có giảm sóc luôn, anh ta sẽ quay cho mọi người xem. Duy nhất xe của Mạnh Phát hiện tại trên thị trường là xe được trang bị giảm sóc sau cho xe lăn, nó mang lại cảm giác êm ái hơn rất là nhiều nha mọi người. Riêng cái về cái giảm sóc này Mạnh Phát rất là thích, bởi vì khi chúng ta đi nó mang lại cái độ nhún rất là êm. Đấy, giảm sóc rất là êm này. Đấy, mọi người sẽ quan sát ngay, xe của Mạnh Phát đang được trang bị đây là bình ắc quy dạng lớn, dung tích lớn, tức là dung tích lên đến 30A cho quãng đường chạy lên đến là 25-30 cây một lần sạc. Là mẫu xe lăn điện duy nhất trên thị trường hiện tại đi được quãng đường như vậy nha mọi người nhé. Còn tất cả các mẫu xe lăn điện khác trên thị trường chỉ được trang bị bình 12A thôi, mà chỉ cho quãng đường chạy là từ 10 đến 15 cây một lần sạc thôi nha mọi người nhé. Đấy. Còn ắc quy của nó, còn motor của xe sẽ chạy là hai motor độc lập, mỗi motor là 250W nha mọi người nhé. Tổng hai motor thì sẽ là 500W nhé, 500W. Đấy. Về cấu tạo của xe thì mọi người sẽ quan sát ngay là gì? Mạnh Phát trang bị hai bánh chống đổ ở hai bên, giúp cho chúng ta đi lên dốc cực kỳ an toàn. Bởi vì khi lên dốc thì chúng ta sẽ có bánh chống đổ như này, mọi người sẽ quan sát. Đấy, nó sẽ giúp cho xe đỡ bị lật, mang lại cảm giác an toàn hơn cho người sử dụng nữa. Về cái phần bánh sau, mọi người sẽ quan sát này, bánh sau được trang bị là vành nhôm phay CNC, đấy, rất là đẹp. Đa số xe trên thị trường vẫn được trang bị là vành sắt thôi, ít đơn vị họ trang bị vành nhôm này hơn. Vành trước là vành 10, lốp và lốp đặc, lốp không xăm nha mọi người nhé. Mẫu của Mạnh Phát gập ngã đa chức năng là không phải là phải có người đằng sau gập hộ, mà mẫu của Mạnh Phát được trang bị là chúng ta sẽ ngồi trên xe và tự gập ngã được nhá mọi người nhá. Đây, anh cứ sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy, tại vì sao gọi là gập ngã đa chức năng thì đây mọi người sẽ quan sát này. Đấy, Mạnh Phát sẽ ngả lưng đằng sau được này. Đấy, nhấc chân lên được này. Đấy. 180 độ luôn, ngồi nghỉ trên xe rất là mát, luôn ra đây hít thở không khí trong lành. Đấy, mọi người sẽ quan sát. Lưng chúng ta sẽ có thể để theo ý muốn được nhá. Chân cũng vậy, chúng ta sẽ để tầng nào thoải mái nhất, đây Mạnh Phát sẽ để tầng này luôn cho mọi người xem. Đấy. Đấy, lên một nấc nữa này. Đấy. Để hẳn tầng này luôn, ngồi thoải mái luôn cho mọi người nhìn. Đấy, đấy. Cái mẫu này sẽ phù hợp cho người mà thường xuyên đi lại và sử dụng bằng xe lăn. Có thể là ngủ nghỉ trưa trên xe luôn, hoặc là ăn, chúng ta sẽ để một cái khay ở đây, ăn ở trên xe luôn, rất là tiện. Thì cái mẫu này nó dành cho những người như vậy. Đấy, hoặc là những người bình thường nhưng mà thích cái mẫu xe mà nó có thể ngả lưng ra được, nó thoải mái hơn, nó mang lại trải nghiệm thích hơn và cao cấp hơn, thì mẫu này nó mang lại trải nghiệm đấy. Mọi người sẽ quan sát này. Đấy, do cái mẫu này là mẫu gập ngã đa chức năng, chính vì vậy khi cái mút nó trang bị trên xe á, cũng là cái mút rất là dày dặn. Đấy, mút rất là dày dặn. Mọi người sẽ quan sát này. Và tất cả cái xe lăn của Mạnh Phát đều được trang bị là dạng lưới tổ ong, nó mang lại cảm giác thoáng khí và không bị bí và cũng không như bị ngứa cho người sử dụng nha mọi người nhé. Đấy. Cái mẫu xe lăn điện này thì tất cả các mẫu xe lăn điện thì đều chạy rất là ok và cái bảng điều khiển của nó thì đều giống nhau. Đấy. Thì hai mẫu xe này thì Mạnh Phát sẽ lấy luôn cái mẫu này ra để hướng dẫn cho mọi người cách để sử dụng cái bảng điều khiển này nhé. Đây, anh ta sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy. Cái bảng điều khiển của xe lăn điện nó sẽ gần về cơ bản là giống nhau. Nó sẽ có một nút nguồn, chúng ta sẽ ấn nút nguồn này. Đấy, nó sẽ lên mặt đồng hồ như này. Nút thứ hai nút còi. Cái nút sau là nút nó chỉnh cái tốc độ của xe này, nó sẽ có tổng cộng là 5 nút tốc độ này. Đấy, giảm dần là nút trừ này mọi người nhé. Và cái quan trọng nhất là cái cần gạt 360 độ này. Thì cái cần gạt 360 độ này thì rất là dễ sử dụng. Đây, anh sẽ quay cho mọi người xem. Chúng ta gạt thẳng thì sẽ đi thẳng thôi. Gạt lùi đi lùi, muốn sang phải thì gạt sang phải và muốn sang trái gạt sang trái nhé. Muốn xoay 360 độ chúng ta giữ nguyên một bên, nó sẽ xoay 360 độ. Đấy, rất là dễ. Mà cần này gạt rất là nhẹ này, nhiều người có thể là bị tay yếu hoặc là chỉ cần cầm thìa được thôi.
chúng ta vẫn có thể sử dụng được rất là dễ này mọi người nhìn không? Để một cái lực tay đến đây chúng ta có thể sử dụng được rất là nhẹ. Đấy, nhiều người mà bị tai biến hay là bị bên phải không sử dụng được thì Mạnh Phát sẽ hỗ trợ chuyển miễn phí sang bộ điều khiển từ bên phải sang bên trái miễn phí nha mọi người nhé. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, về cái trong quá trình sử dụng thì cái xe lăn điện này được trang bị cái tính năng mà tất cả các xe lăn điện bắt buộc phải có, đó là cái tính năng phanh điện nha mọi người nhé. Anh ta sẽ quay xa cho mọi người xem này. Đây, chúng ta sẽ thử cho mọi người xem. Đây, chúng ta sẽ đi thẳng như này này. Đấy, chúng ta sẽ nhả tay ra này. Đấy, mất khoảng 20cm thì xe nó sẽ tự dừng lại. Và nó đã là phanh điện, kể cả dừng giữa dốc luôn, nó sẽ không thể trôi được nha mọi người nhé. Đấy, phanh rất an toàn. Đấy, ngoài phanh điện này ra thì mọi người có thể phanh bằng tay. Đây, anh sẽ quay cho mọi người xem này. Đây là những năng phanh tay của xe. Đấy, cả hai bên đều có nhé. Đây, gạt này là phanh tay. Cái phanh tay này ngoài có thể là phanh trên đường mà nó có thể có tính năng như này. Anh ta sẽ quay này. Đấy, chúng ta sẽ nhấc được cái này ra. Đây, mình sẽ gạt cái lẫy đây nha mọi người nhìn này. Đấy, nhấc này ra. Được chưa? Đây, gạt cái này ra. À, gạt cái này được chưa? Đây, chúng ta sẽ sang giường sang bên này vì con này nó sẽ có gập ngã đa chức năng thì chúng ta sẽ phải sang ở bên này. Đấy. Thì chúng ta sẽ gạt này ra để chúng ta chuyển trạng thái từ giường sang xe lăn rất là đơn giản. Bởi vì cái chiều cao tiêu chuẩn của cái mẫu xe lăn điện của Mạnh Phát được trang bị là từ 50 đến 55 phân, cũng là chiều cao tiêu chuẩn của giường của Việt Nam mình. Chúng ta sẽ chuyển từ giường sang xe cũng rất là tiện, đúng không? Rất là tiện. Đấy, bởi vì là không phải ai cũng có thể nhờ được người nhà bế sang, thì cái mẫu này nó giúp chúng ta sẽ tự thao tác được nhé mọi người, tự thao tác được rất là tiện. Đấy. Về những cái xe này với những cái tính năng rất là nhỏ đơn giản như cái này mọi người sẽ thấy rất là hay. Bởi vì những người đi xe lăn thì thường phải mang theo giấy tờ này, hay mang theo đồ đạc, hay mang theo tiền, thì xe này sẽ được trang bị những cái túi như này rất là tiện để mọi người có thể để đồ. Đấy. Và cái cấu tạo của cái xe này cũng rất là hay nữa như này, có những người mà bị về phần cột sống nhá, hoặc là bị chân sau bị liệt mà chúng ta sợ lật ngang trước thì nó sẽ có một cái dây đai chúng ta thít vào như này ngồi rất là an toàn. Đấy, không sợ là bị lật ra đằng trước cũng như là lật ra đằng sau và xe. Đấy. Đây mình bắt đầu thao tác cho mọi người xem. Đây, đang khóa điện thì khóa tay thì sẽ không đi được này. Đây. Đấy. Xe lái cũng rất là dễ lái thôi. Đây, quay 360 độ cho mọi người xem này. Đấy, rất là tiện đúng không ạ? Rất là nhẹ nhàng. Cái mẫu này là mẫu được Mạnh Phát bán với giá là 15.500.000 nha mọi người nhé. 15.500.000 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc luôn. Mọi người có nhu cầu hay mua cho các bác cái mẫu này thì cũng rất là hay. Mẫu này được mang mã số là Mạnh Phát 04 nhé, hay còn gọi là xe lăn điện gầm ngã đa chức năng. Ok, chúng ta sẽ đi vào mẫu tiếp theo. Mẫu này là mẫu phân khúc gần như là rẻ nhất của Mạnh Phát hiện tại. Đấy. Đây, đây là cái sạc của xe nhé. Thì ai mua xe thì đều được trang bị sạc nhé mọi người nhé. Đây, mẫu này là mẫu rẻ nhất hiện tại của Mạnh Phát. Rẻ nhưng nó lại có võ nhé. Bởi vì thực sự là, như mọi người đã biết, Việt Nam mình vẫn chỉ là nước đang phát triển thôi. Chính vì vậy về cái điều kiện thu nhập của Việt Nam mình cũng đang chưa thực sự là ở mức con số cao. Vẫn nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà cũng là vừa kinh tế khó khăn nhưng mà cũng không may là bị bệnh tật hoặc là bị tai nạn gì đó, thì không thể có được khoản tiền giá trị đến 15 hay 15 triệu rưỡi để mua xe lăn điện. Thì cái mẫu này đang được Mạnh Phát bán với hai phiên bản. Một phiên bản là 10.500.000, một phiên bản là 11.100.000. Nó chỉ khác nhau cái ắc quy dung tích lớn hơn, đi xa hơn thôi nhá mọi người nha. Còn về tính năng nó giống hệt nhau. Còn đây là phiên bản mà Mạnh Phát đang mang ra là phiên bản dung tích ắc quy lớn hơn để mọi người có thể chạy xa hơn, thì có giá là 11.100.000. Đấy, giá rất là hợp lý với một chiếc xe lăn điện để thay thế một chiếc xe lăn tay và thực hiện những thao tác đơn giản, đúng không? Như mọi người hình dung đó. Có lẽ là mọi người đang có đôi chân lành lặn thì mọi người sẽ không thể hình dung được cái những người mà bị mất đi đôi chân hoặc là bị liệt đôi chân thì sẽ vất vả như thế nào. Nhưng Mạnh Phát là đơn vị chuyên bán xe lăn và xe ba bánh thì Mạnh Phát rất là hiểu cái vấn đề đấy. Mọi người cứ hình dung đó, chúng ta ở trong cái phòng bí bách chúng ta sẽ rất là khó chịu, hay là làm cái việc gì chúng ta cũng không thể tự đi một mình được, đúng không? Không thể đi ra ngoài này, cũng không thể đi lấy nước uống này, hay không thể đi đâu đấy chẳng hạn, đi ra bạn bè thì mang lại cảm giác là khó chịu cho những người trong gia đình. Thì cái xe lăn điện nó sẽ giải quyết vấn đề đấy, khi chúng ta ngồi chúng ta đi ra, giúp cho tâm hồn chúng ta được thoải mái hơn này, hay là cái sảng khoái hơn, đi lại vui vẻ hơn, thậm chí là nhiều người thể đi đón cháu được, hay đi sang nhà bạn bè chơi mang lại cảm giác vui vẻ hơn, và đặc biệt là không bị tự ti với những cái khiếm khuyết trên cơ thể của chúng ta, đúng không? Thì cái mẫu xe lăn điện này Mạnh Phát rất là thích. Về cái cấu tạo của chiếc xe này thì vẫn được trang bị hệ thống khung gầm vô cùng chắc chắn nha mọi người nhé. Bánh chống đổ vẫn có luôn. Đấy, vành sau sẽ là không phải là vành nhôm, sẽ là vành sắt nhưng mà được sơn tĩnh điện, cũng rất là chắc chắn. Tải trọng của nó cũng lên đến 150 cân nhé, đi lại rất là an toàn. Đấy. Về một mẫu xe lăn điện thì nó sẽ có những tính năng cơ bản thôi, cũng không có gì khác cái mẫu kia cả. Tuy nhiên là nó sẽ không có tính năng là gập ngã đa chức năng thôi. Còn chúng ta đi lại thì vẫn là rất là ok. Đây mọi người sẽ quan sát này.
Đấy, ngồi rất là rộng rãi nhá, như mình cao 1m73 nặng 68 cân, ngồi xe khá là nhỏ vì xe này có thể thiết kế cho người 100 cân, ngồi vẫn là rộng rãi mà. Đây mọi người nhìn mình ngồi rất là rộng. Đấy, rất là thoải mái, ngồi cũng rất là chắc. Đấy, cái mút của xe này cũng có thể tháo ra được nhá mọi người nhá. Đây, có thể tháo ra được. Và giặt đấy cũng là thiết kế dạng lưới tổ ong, rất là thích. Cái mẫu xe lăn này cũng có một cái tính năng mà cả hai mẫu đều có nhá, và Mạnh Phát sẽ dành để nói ở mẫu này. Đó là như này nhá. Khi xe mà chúng ta muốn không muốn đi mà có người đẩy chúng ta thì xe đi sẽ khá là nặng đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái thao tác như này. Đấy, rút này ra cả hai bên nhá. Đây, rút này ra thì đẩy sẽ như một chiếc xe lăn bình thường nhá mọi người nhá. Đấy, nó sẽ rất là nhẹ và đẩy như một chiếc xe lăn bình thường. Đấy, mẫu này và mẫu này có này. Còn mẫu Mạnh Phát 05 thì là phiên bản động cơ thế hệ mới thì sẽ không có nhá. Con này thì vẫn được trang bị động cơ là 250W mỗi bánh, hai bánh độc lập, là được tổng là dung tích là 500W là hai bánh nhá mọi người nhá. Tốc độ chạy của mẫu này là 6 đến 8 cây số 1 giờ. Quãng đường di chuyển đang làm phiên bản này là 25 30 cây một lần sạc nhá mọi người nhá. Đi rất là xa. Đấy. Mình rất là thích ở nhà, ví dụ như trong khu đô thị mình đang giới thiệu các bạn, đây là khu đô thị Vino Ocean Park. Đấy, nhiều các cụ mình đã từng gặp, cụ bị liệt hai chân nhưng mà chiều ấy cụ vẫn có thể đi câu được cơ. Đấy, ngồi trên xe này mà, hay là đi ra hồ vẫn có thể ngồi câu rất là thư thái, hay là đi ra những cái khung cảnh như này mà chúng ta đi hóng gió, cảm giác tâm hồn rất là thoải mái đúng không? Cảm giác không bị tự ti và không hề phụ thuộc vào con cháu. Chúng ta thích đi đâu chúng ta đi chơi hay đi thoải mái, có cái xe này nữa chúng ta cả đúng không? Thì mọi người có nhu cầu về cái mẫu xe Mạnh Phát 01 này thì cũng có thể alo cho Mạnh Phát nhé. Và đây là hai cái mẫu xe mà Mạnh Phát cũng rất là ưng, bởi vì một mẫu xe là phục vụ đa số tất cả mọi người Việt Nam đều có khả năng mua được. Còn cái mẫu này là cái mẫu phân khúc cao cấp hơn. Đấy, ngoài những cái mẫu này ra, Mạnh Phát còn cái mẫu xe lăn thể thao này, xe lăn điện Mạnh Phát 05 thế hệ mới này. Tức là cũng còn rất nhiều những cái mẫu xe khác nữa, thì mọi người có nhu cầu về xe lăn ấy, thì mọi người thì alo cho Mạnh Phát có số điện thoại là 085 993 461 ở cuối nhá. Mình lại này, 085 993 1111 nhá. Đấy, Mạnh Phát là một đơn vị bán hàng là tất cả giá thành đều công khai. Và cái giá này là giá miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người nhé. Mọi người ở bất kỳ ở đâu trên đất nước Việt Nam này, mọi người sẽ đều mua với cái giá niêm yết của cửa hàng thôi. Mạnh Phát sẽ bao ship cho các bạn trên toàn quốc. Đấy. Mọi người có nhu cầu thì alo cho Mạnh Phát nhé. Đấy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Mạnh Phát về hai mẫu xe lăn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.